Ờ, ừ, kính bạch sư con có một vài thắc mắc về tâm na cảnh có tất cả 11 tâm quả có nhiệm vụ na cảnh câu hỏi là sự xuất hiện của tâm na cảnh có tùy thuộc vào tâm tục sinh mà người đó có hay không uhm nếu như mà nói là nó có liên quan á thì như thế này nè nhớ dùm tâm na cảnh á, không phải ở cõi nào cũng có nha ví dụ như ở cõi dục giới đó thì đương nhiên là có tâm na cảnh nhưng mà cũng không phải tâm nào cũng là có tâm na cảnh nha có những cái tâm nó không có tâm na cảnh ha À, đó cũng không phải lúc nào cũng có na cảnh cỏ sắc giới đó thì càng ít có tâm na à, càng ít có na cảnh hơn còn vô sắc giới thì không có na cảnh à, cho nên là nó đương nhiên là nếu như nó có liên quan thì nó thì nó liên quan với cái chuyện tục sanh là như vậy đó ví dụ như mình tục sanh về cõi dục thì nó sẽ khác tục sanh về cõi sắc nó sẽ khác tục sinh về cõi vô sắc nó sẽ khác hmm. À, ngoài ra đó thì sư đề nghị là cái người hỏi đó à, nên um, tham khảo một cái bài viết uh, một cái quyển đó là để hiểu về cái chức năng của cái tâm na cảnh và cái tâm tử uhm. đây đọc nghe, đây tìm tìm Google tìm ra cái dòng này ha chức năng của tâm na cảnh và tâm tử thì uh, như vậy đó quý vị sẽ hiểu rõ hơn cái người hỏi đó sẽ hiểu rõ hơn về cái uh, hai cái anh này ha bởi vì cái vấn đề đó nó nó rất là dài mà nói ngắn ấy, thì không có đủ ý mà nó dài á thì không có thời gian bởi vì đây là cái tiết mục vấn đáp nó sư đưa tài liệu thì quý vị có cái lòng nghiên cứu thì quý vị chịu khó đọc ha à, quý vị ai có đặt câu hỏi đó thì vào cái phần thông tin video ở dưới đó, thông tin video ở dưới đó À, chi tiết video đó nó có cái đường liên kết để đặt câu hỏi ha quý vị vui lòng gửi câu hỏi vào trong đó sư sẽ trả lời theo thứ tự ừ.